Ngày 9 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC và các trung tâm y tế quận huyện đã ghi nhận số lượng F0 có khuynh hướng tăng trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tại các quận 12, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú, Thành phố Thủ Đức và các huyện Hóc Môn, Bình Chánh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã bổ sung 33 trạm lưu động cho các bệnh viện thành phố và quận huyện đảm trách. Cụ thể, quận 12 20 trạm, quận Bình Tân 1 trạm, huyện Bình Chánh 8 trạm và huyện Hóc Môn 4 trạm. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của các quận huyện khẩn trương bố trí địa điểm cho các trạm y tế lưu động sớm đi vào hoạt động, đồng thời tăng cường kiểm tra công tác khám, theo dõi, cấp phát thuốc cho các trường hợp F0 đang cách ly tại nhà và cách ly tập trung theo đúng quy định. Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện tăng cường chỉ đạo trung tâm y tế, các trạm y tế lưu động chủ động nắm bắt các hộ gia đình F0 có người thuộc nhóm nguy cơ cao chưa được tiêm chủng cùng chung sống để theo dõi sát tình trạng sức khỏe, triển khai tiêm chủng ngay cho người dân chưa được tiêm vaccine COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 8 quận huyện có số ca COVID-19 cách ly tại nhà cao, trong đó quận 12 đứng đầu với 9.488 ca, tiếp theo là Thành phố Thủ Đức với 6.554 ca, huyện Hóc Môn 6.406 ca, huyện Bình Chánh 3.888 ca, quận Gò Vấp là 2.631 ca, quận Tân Phú 2.149 ca, quận Bình Tân là 1.939 ca và huyện Nhà Bè là 771 ca. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới có nguy cơ tăng nếu người dân chủ quan. Để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục an toàn trong trạng thái bình thường mới, Sở Y tế thành phố khuyến cáo người dân cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch sau khi đã tiêm đủ 2 liều vaccine, nhất là biện pháp 5K.